Vào ngày 12 tháng 11, tại sân vận động Yasugawa, tỉnh Shiga, đã diễn ra giải thi đấu bóng đá của cộng đồng người Việt đang học tập, lao động và sinh sống tại vùng Kansai của Nhật Bản, Favisa Kansai Cup 2023. Đây là một hoạt động giao lưu văn hóa thể thao nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Giải đấu được tổ chức bởi Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam-Nhật Bản Favisa dưới sự bảo trợ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản. Một điều đặc biệt của giải đấu lần này được diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và vì vậy các cầu thủ rất là háo hức chờ đợi và tham gia tranh tài. Chúng tôi vui mừng vì mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản đã trải qua 50 năm. Hiện nay, rất nhiều người Việt tới đất nước chúng tôi để học tập và làm việc. Chúng tôi mong muốn các bạn trẻ Việt Nam có một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc thông qua các sự kiện vui chơi giải trí như giải bóng đá lần này để người dân hai nước thêm yêu quý nhau hơn. 20 đội bóng không chuyên của người Việt và người Nhật được lựa chọn từ rất nhiều đội bóng đăng ký tham gia. Đây không chỉ là một sân chơi rèn luyện sức khỏe mà thông qua sự kiện, những người con Việt sống xa quê đã có dịp gặp gỡ và giao lưu, từ đó gia tăng tinh thần đoàn kết dân tộc và góp phần thắt chặt tình hữu nghị với người dân Nhật Bản. Mục tiêu của đội bóng hôm nay đến đây là cố gắng anh em tập trung thi đấu để vào top 4, sau đó kiếm vé để tham dự giải đấu ở Tokyo. Đây là một giải đấu tạo ra giúp cho con em Việt Nam có cơ hội gặp mặt thi đấu, tạo cái môi trường giao lưu. Đó em thấy đây là một giải đấu cực kỳ ý nghĩa. Kết thúc ngày thi đấu, chức vô địch thuộc về FC Vượt cũ, Á quân là FC NTO. 4 đội bóng đạt thành tích tốt nhất cũng giành quyền tham dự giải tranh cúp vô địch toàn quốc người Việt tại Nhật được tổ chức vào ngày 10 tháng 12 năm nay tại thủ đô Tokyo.